à Howard ở bang Maryland rút lại lệnh cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ. Sau khi ban hành lệnh 2020-09 cấm tiêu thụ bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào trong các nghi lễ tôn giáo, bao gồm việc rước lễ, đồng nghĩa với việc ngăn chặn cử hành hợp luật các thánh lễ, hạt Howard đã rút lại lệnh cấm này. Phát ngôn viên của hạt Howard nói rằng lệnh cấm sẽ được gỡ bỏ và các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ được tư vấn về các hướng dẫn trong tương lai cho việc mở cửa lại các nhà thờ trong bối cảnh đại dịch virus corona. Lệnh số 2020-09 của hạt Howard cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ. Ngày 26 tháng 5, hạt Howard đưa ban hành một lệnh hành pháp với các quy định và điều kiện để mở lại các nơi thờ phượng và các thực thể khác mà bang Maryland xem là không cần thiết. Theo luật này, không được tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong hoặc sau các nghi lễ tôn giáo, bao gồm thực phẩm hoặc đồ uống thường được tiêu thụ như một phần của nghi lễ tôn giáo. Lệnh này được dự định có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5. Phản ứng của Tổng giáo phận Baltimore. Ngày 27 tháng 5, Đức Tổng giám mục giáo phận Baltimore, nơi có địa hạt bao gồm hạt Howard, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về luật này. Thông cáo của Tổng giáo phận nói, đối với Cộng đoàn Công giáo, việc rước lễ là trung tâm đời sống đức tin và việc thờ phượng công khai của chúng tôi. Từ khi biết về mối quan tâm của các quan chức hạt Howard, chúng tôi đã chia sẻ các hướng dẫn của chúng tôi về việc cho rước lễ và bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng của chúng tôi về hướng dẫn gần đây của họ khi cấm các nhà thờ Công giáo ở hạt Howard cho rước lễ. Kế hoạch mở cửa lại của Tổng giáo phận Baltimore. Tổng giáo phận đã công bố kế hoạch riêng của mình về việc mở cửa lại, đưa ra các hướng dẫn cho việc cử hành lại thánh lễ có giáo dân, bao gồm hướng dẫn cho rước lễ. Tổng giáo phận nói, những hướng dẫn này tôn trọng cả sự thánh thiêng của bí tích và sự cẩn trọng cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cả người rước lễ và người trao mình thánh. Giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa lại của Tổng giáo phận. Trong giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa lại của Tổng giáo phận, các nhà thờ sẽ mở cửa để cầu nguyện riêng, nhưng thánh lễ vẫn sẽ được cử hành mà không có giáo dân. Trong giai đoạn 2, dự kiến sẽ bắt đầu ở một số khu vực vào cuối tuần 30-31 tháng 5, các nhà thờ có thể mở cửa lại với số tín hữu lên đến 1/3 sức chứa của nhà thờ, nếu quy tắc địa phương cho phép hơn 10 người tham dự trong thánh lễ. Rút lại lệnh cấm. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 5, ông Scott Peterson, phát ngôn viên của hạt Howard, nói rằng lệnh cấm tiêu thụ thực phẩm đối với các tổ chức tôn giáo sẽ được bỏ. Ông nói, hiện nay thống đốc Hogan đã thông báo sửa đổi về việc mở lại các nhà hàng. Hạt Howard đang xem xét lại các lệnh cấm tiêu thụ thực phẩm. Ông nói thêm rằng hạt Howard tiếp tục làm việc với các vị lãnh đạo tôn giáo để cung cấp các hướng dẫn cho phép cư dân thờ phượng một cách an toàn và tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo thực hiện các việc thờ phượng lại cách an toàn. Ông cũng cho biết hạt Howard sẽ xem xét các hướng dẫn cho việc mở lại nhà thờ và cử hành thánh lễ có giáo dân được Tổng giáo phận Baltimore ban hành để thực hiện một kế hoạch cho hạt chuyển từ việc mở cửa lại giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 khi thích hợp. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Baltimore cũng bày tỏ sự hài lòng về việc này.